Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trần Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục, xung tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt tuất. Đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3, tức ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3, tức ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3, tức ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, tức ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận tham mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 3 âm lịch. Tuổi Quý Mão là người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua cuộc trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì thế, họ có rất ít kẻ thù. Họ thường có trí tuệ hơn người, làm việc rõ ràng, minh bạch.
họ cũng thường đưa ra lời khuyên cho những người khác làm theo, gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi tháng 3 năm 2021 thấy rằng tuổi Quý Mão có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe của bạn. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Nhâm Dương Thủy gặp Mão âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Để giúp các gia chủ hóa giải những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc, thiên phần hanh thông, rộng mở, thì người tuổi Quý Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để kinh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hộ thân cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch, bản mệnh trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Quý gia chủ dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, quý gia chủ không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng, luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, quý gia chủ nên hết sức cẩn thận, cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ ở xung quanh mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, quý gia chủ tuổi Quý Mão nếu sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Quý Mão trong tháng 3. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng quý gia chủ vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho quý gia chủ những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình để chắc chắn thu nhập, cũng không thể nào ít đi. Để may mắn thành công, quý gia chủ Quý Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chân lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và giả đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đang lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Bên cạnh đó, trong tháng này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để cả gia đình gia tăng tình cảm, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ, yên ổn, các gia chủ Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, đối với gia chủ tuổi Quý Mão,
tử vi tháng này khuyên quý gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Cần phải chắc chắn ngủ đủ giấc, chăm sóc cơ thể, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Mão cần mang về mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của người tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ở bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề sử dụng trạch cát phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch, các anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.